Trước nguy cơ dịch bệnh từ các địa phương khác có thể tiếp tục xâm nhập vào Đà Nẵng, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố vào chiều qua 27 tháng 6, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng đề nghị cùng với việc siết chặt kiểm soát ở các chốt kiểm dịch thì phải phát huy hơn nữa vai trò của tổ COVID-19 cộng đồng. Đặc biệt, các địa phương phải siết chặt việc quản lý hoạt động và thực sự phải phát huy được vai trò của các tổ COVID-19 cộng đồng. Hàng ngày phải đi từng ngõ, gõ từng nhà để kiểm soát, giám sát và phát hiện những người từ các vùng dịch về thành phố. Không riêng tổ công tác này, mà lúc này trước nguy cơ dịch bệnh luôn thường trực, thì cả hệ thống chính trị từ thành phố đến cơ sở phải vào cuộc, đồng thời phát động từng người dân tham gia giám sát, phát hiện và kịp thời thông báo đến chính quyền địa phương các trường hợp về từ vùng dịch. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố cũng đề nghị các địa phương thiết lập đường dây nóng để tiếp nhận thông tin từ người dân, đồng thời xử lý nghiêm các trường hợp về từ vùng có dịch khai báo không trung thực.